Ngày 10 tháng 9, tại ngoại ô thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra lễ khai mạc đợt hợp luyện cứu hộ, cứu nạn giữa quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia. Đây là lần đầu tiên quân đội ba nước tổ chức tập luyện chung nhằm nâng cao khả năng cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với thiên tai do Lào làm chủ nhà tổ chức. Đợt tập luyện chung về cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia có sự tham dự của hơn 500 cán bộ chiến sĩ, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9 tại ngoại ô thủ đô Viêng Chăn, Lào. Trung tướng Chan Thong Son Ta At, Thứ trưởng Quốc phòng Lào cho biết đây là sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa, không chỉ nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống, mà còn tạo cơ hội cho các bên tham gia trao đổi bài học kinh nghiệm và văn hóa, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, xây dựng lòng tin giữa quân đội ba nước. Cuộc diễn tập này thì có ý nghĩa rất là quan trọng để nhằm nâng cao cái năng lực phối hợp giữa các lực lượng quân đội ba nước trong ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thể hiện cái tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau và truyền thống lâu đời của quân đội ba nước nói riêng và ba nước nói chung. Trước đây, ba nước chúng ta từng kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung. Bước sang giai đoạn mới này, chúng ta cần thích ứng, chuyển sang cùng nhau hợp tác, đương đầu với thiên tai xảy ra ở mỗi nước. Mục tiêu là làm sao để hỗ trợ và giúp đỡ người dân một cách tốt nhất. Trong đợt hợp luyện, lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội ba nước tập trung vào hai nội dung chính, gồm công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt và công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất đá, sập đổ công trình do rỉ hóa chất độc ra môi trường. Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia ký kết tại Hà Nội năm 2019, hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2022 tại ngoại ô thủ đô Viêng Chăn diễn ra khai mạc hợp luyện cứu hộ cứu nạn giữa lực lượng quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đây là lần đầu tiên quân đội ba nước tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn chung. Trịnh Dũng, phóng viên Truyền hình Nhân dân thường trú tại Lào.